Em Như Ý chào mừng quý anh chị đang quay lại với kênh Nhà Đất 2 của Em Như Ý. Hôm nay Em Như Ý có nhận quay một cái mảnh đất nằm ngay trong trung tâm của huyện Hàm Thuận Nam nha. Đặc biệt hơn là cái mảnh đất này nó nằm hai mặt tiền đường. Một là mặt tiền đường kênh nha quý anh chị. Cái mặt tiền của cái đường kênh này thì nó ôm cái mảnh đất khoảng độ là 60m. Còn cái mặt tiền đường đất thứ hai á thì nó ôm cái mảnh rẫy này là 180m nha. Cái mảnh đất này nó có diện tích là 1 hecta 1. Trên cái mảnh đất này bác chủ trồng được khoảng 1.200 trụ thanh long nha. Cái mảnh đất này nó nằm ngay trung tâm của huyện Hàm Thuận Nam, cho nên là nó nằm một cái địa hình cực kỳ là đẹp, ô tô ra vào rất là thoải mái luôn nha quý anh chị. Và cái mảnh đất này á, thì Em Như Ý cảm thấy nó rất thích hợp cho cô chú quý anh chị nào mà mình muốn đầu tư để mình an cư lập nghiệp, cũng như là các cô chú lớn tuổi về hưu muốn có một cái mảnh vườn để mà mình dưỡng già cũng như làm của cho con cái mình sau này á. Thì cái địa hình của cái mảnh đất này nằm ngay trung tâm rất là đẹp và thích hợp cho mọi người luôn nha. Quý anh chị cô chú nào mà mình có đang đi tìm kiếm đất hoặc là có quan tâm tới cái mảnh đất này của Em Như Ý á, thì cô chú quý anh chị cứ nhìn kỹ trên cái video của Em Như Ý để cô chú quý anh chị có thể nhìn ngắm được cây trồng trên đất, cũng như là tiện thể thì nghe luôn được Em Như Ý trao đổi mọi thông tin nó có liên quan tới cái mảnh đất này nha. Và quý anh chị cô chú mà có duyên biết tới cái kênh của Em Như Ý thì em cho Em Như Ý xin một nút like, một nút đăng ký và một nút chia sẻ để ủng hộ cho Em Như Ý. Em Như Ý cảm ơn quý anh chị và cô chú rất là nhiều luôn nha. Trên mỗi một cái video thì Em Như Ý luôn luôn quay cận cảnh hết cho quý anh chị nhìn thấy trên cái video này, nó là thực tế nhất để cho mọi người và bên Em Như Ý không mất thời gian đi coi một cái mảnh đất nha. Cho nên quý anh chị yên tâm. Trên cái mảnh đất này á, thì bác chủ có làm sẵn một căn nhà cấp 4 nhỏ nhỏ như thế này nha mọi người. Và cái mảnh đất này thì nó cách cái đường cao tốc đang làm á chỉ có 500m thôi nha cô chú quý anh chị. Và cái mảnh đất này nó cách trung tâm của huyện Hàm Thuận Nam và cái quốc lộ 1A đường đi Nam Bắc Sài Gòn chỉ có 2,5 km thôi nha. Đường xá đi lại rất là thuận tiện luôn. Trên cái mảnh đất này thì bác chủ có một cái ao nước khá là lớn, nước quanh năm, không bao giờ hết nước nha mọi người. Đây là cái ao của bác chủ nè. Và có luôn một cái bình điện 50 nha. Cái mảnh đất này thì trên đất thì bác chủ trồng phun thanh long hết luôn. Và cái đám thanh long này thì bác chủ chăm sóc rất là kỹ lưỡng, cho nên nó rất đẹp từ dàn dây cho nó tới cái mảnh đất luôn nha. Cái mảnh đất này đất rất là bằng, chất đất là chất đất tịch nha quý anh chị. Đất này không có pha cát mà cũng không có đá luôn nha. Đất rất đẹp. Và cái dàn thanh long này thì bác chủ có ráp luôn một cái hệ thống bét gốc và bét ngọn luôn rồi nha mọi người. Đó, đây là hệ thống bét gốc nè. Cái hệ thống bét gốc này á, khi mà tất cả chủ nhà người ta đã ráp á thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cũng như là công cán tiền bạc của mọi người luôn nha. Khi mà mọi người bật máy lên là nó sẽ tự động tưới luôn. Cho nên tới cái lúc mà mùa nắng á, thì cô chú quý anh chị không phải tốn công cũng như là không tốn tiền của mình để đi thuê công tưới nha. Và trên mảnh đất này thì nó khá là đầy đủ. Nhà cửa, điện nước đầy đủ, đường xá đi lại cực kỳ là thuận tiện. Và cách cái trung tâm huyện chỉ có 2,5 km thôi. Mảnh đất này sổ sách đầy đủ. Bác chủ đang rao bán với cái giá là 2,8 tỷ. Có thương lượng nhẹ nhàng, không có thương lượng giá cả gì nhiều nha mọi người. Cô chú quý anh chị nào mình có thực sự quan tâm tới cái mảnh đất địa hình đẹp này của Em Như Ý á, thì quý anh chị cô chú hãy gọi trực tiếp cho Em Như Ý qua hai số điện thoại mà Em Như Ý đã ghim trên màn hình nha. Hoặc là quý anh chị muốn tiết kiệm được cái tiền điện thoại và thời gian của mình á, thì quý anh chị đăng nhập cái số Zalo của Em Như Ý vào nha. Quý anh chị nhìn kỹ trên cái video của Em Như Ý, Em Như Ý có ghi rõ cái số Zalo. Em Như Ý chỉ sử dụng một số Zalo một thôi nha,
cho nên quý anh chị đăng nhập chính xác cái số Zalo giúp em Như Ý thì em Như Ý sẽ gửi sổ cũng như là trao đổi mọi thắc mắc của mọi người qua Zalo một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất nha quý anh chị. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video này của em nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp lần sau nha. Và quý anh chị cô chú đến với kênh của em Như Ý thì mọi người yên tâm nha. Trên mỗi một cái video em Như Ý luôn luôn like cam và quay cận cảnh hết luôn. Quý anh chị nhìn trên video thì thấy toàn cảnh hết luôn rồi nha.